Vạn Tồn Côn Sơn kiếp bạc 200 năm tuổi, giá 100.000 đô đẹp cỡ nào? Với thế trực hoành cành đổ bạc phong, có nguồn gốc từ núi Côn Sơn kiếp bạc, vùng đất địa linh nhân kiệt, cây vạn tồn khoảng 200 tuổi của anh Nguyễn Văn Huy ở Thạch Thủy, Phả Lại, Chi Linh, Hải Dương, đang được nữ đại gia ở Hà Nội trả giá hơn 2 tỷ đồng, song gia chủ vẫn chưa quyết định trao tay. Anh Huy cho biết anh bắt đầu chơi cây cảnh từ năm 2005, câu chuyện anh đến với cây cảnh bonsai cũng khá thú vị. Trước đó anh từng là một chủ trang trại VAC lớn với 5 hecta vải thiều, hơn 1.000 m² ao thả cá và hàng ngàn con gà. Chẳng may bị kẻ xấu rủ rê, anh sa vào cờ bạc và tài sản cứ thế đổi nón ra đi. Cuối năm 2005, vợ anh đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về. Khi biết anh đã bán hết trang trại vì thua cờ bạc, vợ không trách móc nặng nhẹ mà chỉ bảo nếu anh thương vợ con thì hãy đứng lên. Tôi rơm rơm nước mắt và hứa sẽ làm lại từ đầu, anh Huy nhớ lại. Dẫn chúng tôi ra thăm vườn cây cảnh rộng hơn 1.000 m² với 1.000 cây cảnh thuộc 40 loại khác nhau, nhiều cây có giá trị hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Thực ra lúc đó tôi cũng chưa biết nên làm cái gì để kiếm sống, vượt lại kinh tế gia đình. Tình cờ thấy trên TV nói về làng nghề Điền Xá, Nam Trực, Nam Định, chuyên trồng và kinh doanh cây cảnh, đời sống người dân rất khá giả. Thế là hôm sau, tôi bắt xe về Nam Định học hỏi kinh nghiệm, anh Huy kể lại. Nếu nhìn chết, cây vạn tồn quý hiếm của anh Huy này vừa có dáng thế trực hoành, vừa có cành, tán lá bạc phong, một trong các dáng thế được giới cây cảnh ưu thích. Cây vạn tồn này cao chừng 4 mét, đường kính 40 cm, tán lá tỏa sang hai bên trông rất bề thế, đẹp mắt. Ban đầu ít vốn, anh đến các nơi hẻo lánh mua cây xanh, tùng, lọt vườn và săn cây có thế độc, rồi về uốn nắn tạo thế bán kiếm lời. Chỉ sau vài năm, khu vườn của anh đã có hàng trăm cây cảnh các loại. Những năm 2008 đến năm 2012, cây cảnh lên ngôi, có những cây anh mua đi bán lại mà lại ngót cả tỷ đồng. Nhờ đó mà anh đã có tiền xây lại ngôi nhà khang trang to đẹp, nuôi con ăn học trưởng thành. Nghề gì cũng có lúc thịnh suy và nghề cây cảnh cũng vậy. Đáng buồn là trước đó khi bán cây có lãi, anh Huy đã đổ vào hàng chục cây khủng, có cây lên đến cả tỷ đồng. Cuối năm 2012, thị trường lao dốc rồi đóng băng, khiến anh rơi vào thế, tiến thoái lưỡng nan, giữ cây thì lo mà bán cây thì lỗ. Và rồi, dù lỗ hàng trăm triệu, thậm chí có cây lỗ ngót cả tỷ đồng, nhưng anh Huy đành nghiến răng trao tay cho người khác mà lòng đau quặn thắt. Cây vạn tùng khá khó uống bởi đây là cây thuộc họ thân gỗ lớn, rất cứng và giòn dễ gãy. Tuy nhiên, anh Huy đã kỳ công 10 năm trời để uốn nắn biến nó thành một tác phẩm kiệt tác. Khó khăn là thế, nhưng trong vườn của anh đã có một cây vạn tùng ngót 200 năm tuổi. Nhiều đại gia trả giá 2 tỷ đồng, nhưng anh quyết định không bán. Anh Huy bảo cây vạn tùng này có rất nhiều kỷ niệm đối với anh. Khi mua về, cây vạn tùng chưa có dáng thế đẹp như bây giờ. Tất cả tâm huyết, tôi đã dồn hết vào để chăm sóc cây vạn tùng này. Cây đẹp bởi có dáng trực hoành, cây nghiêng bạc phong, cổ kính khi nó có tuổi đời khoảng 200 năm tuổi. Thế dáng này thể hiện sự kiên cường, bất khuất, cứng rắn. Trước bão tố phong ba, cây vẫn đứng thẳng, không lung lay, anh Huy chia sẻ. Cây vạn tùng quý hiếm này được anh Huy trồng trên một cái an lớn, cây có chiều cao khoảng 4 mét, đường kính khoảng 40 cm, cành nghiêng về một hướng, trông vừa có nét mềm mại vừa có sự cứng rắn kiên cường. Anh Huy cho biết cây vạn tùng này được trả giá lên đến hơn 2 tỷ đồng là do nó có hội tụ bởi rất nhiều yếu tố như về tuổi, xuất xứ, thế dáng đẹp. Cây vạn tùng này đã từng có rất nhiều đại gia đến chiêm ngưỡng và trả giá, nhưng tôi chưa quyết định bán. Tuần trước có một nữ đại gia ở Hà Nội qua một người giới thiệu đã tìm đến tận nhà tôi để xem cây. Cách ngắm cây và sự năng niu gần gũi với cây của chị làm tôi rất ấm lòng. Chị không những là một đại gia mà còn là một người chơi cây, yêu cây thực sự. Đưa mắt nhìn lên cây vạn tùng với vẻ mặt đầy tự hào, anh Huy nói tiếp. Như tôi đã nói, tôi đã dành hết tâm huyết vào cây vạn tùng này, uốn nắn để nó trở thành một tác phẩm, một kiệt tác như bây giờ. Hơn 2 tỷ đồng, một số tiền không hề nhỏ, song với tôi, tiền không phải là tất cả, vì thế tôi chỉ quyết định trao nó cho một ai đó khi tôi gặp được một người có đủ tâm và đủ tầm sở hữu nó,
Anhui bộc bạch. Chuyện đời của củ cây từng trải qua 7 thế kỷ tại Việt Nam. Củ cây này hết bị sâu mọt phá hoại đến bị dính vào những câu chuyện tâm linh đầy hư cấu. Kể từ khi được công nhận là di sản văn hóa quốc gia vào năm 2013, rồi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập kỷ lục vào năm 2014, cây giả hương có tuổi đời 556 năm ở xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã thu hút sự chú ý của nhiều người, cả trong lẫn ngoài nước. Trong lịch sử hàng trăm năm ấy, củ cây này gắn liền với những câu chuyện mang tính lịch sử được truyền từ đời này sang đời khác và cũng vướng phải không ít thị phi là những tin đồn thiếu căn cứ. Cù giả hương lớn nhất Việt Nam. Ông Chu Minh Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nhân cho biết, cây giả hương đại thụ nói trên được trồng trong khuôn viên miếu thờ bà Ngô Nữ Thị Hoàng. Theo sử sách, bà vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, sau trở thành nhị phi của vua Lê Thánh Tông, niên đại 1460 đến 1497. Trước khi qua đời vì trọng bệnh vào ngày 10 tháng 6 âm lịch năm 1471, bà có ước nguyện là được an táng tại quê cha đất mẹ, do đó nhà vua đã cho thuyền đưa thi thể bà về quê chôn cất, rồi trồng một cây mộc hương để phủ mát nơi bà yên nghỉ. Nhờ đất đai màu mỡ, cây giả hương cổ thụ nói trên phát triển rất tốt và được bao thế hệ người làng thay phiên nhau chăm sóc. Từ thế kỷ 15 cho tới nay đã là thế kỷ 21. Lúc đầu không ai biết cây đó là cây gì, chỉ biết cây có mùi thơm nên gọi là mộc hương. Về sau, khi biết cây giả hương cổ thụ nổi tiếng ở xã Tiên Lục, huyện Lại Giang, tỉnh Bắc Giang có nhiều đặc điểm giống cây mộc hương này, thì người thụ nhân lúc bấy giờ là ông Nguyễn Trung Kiên mới đi tìm hiểu góp phần khẳng định giá trị cho cụ giả hương của làng. Trong khi cây giả hương ở Bắc Giang được cho là có tuổi thọ hơn 1.000 năm, thì cây giả hương ở Nam Định có tuổi thọ hơn 550 năm. Tuy nhiên, tuổi đời của cây giả hương ở Bắc Giang dường như không có tài liệu lịch sử nào xác minh, trong khi cây giả hương ở Nam Định đã gắn liền với câu chuyện lịch sử về vị phi thần của vua Lê Thánh Tông như trên. Khi cây được biết đến rộng rãi cũng là lúc nó bắt đầu bị sâu mọt đục phá khiến người làng vô cùng lo lắng. Từ văn bản cầu cứu của Ủy ban Nhân dân xã Yên Nhân, các chuyên gia của tỉnh đã về làng cứu chữa kịp thời cho củ cây. Sau đó ông Chu Minh Giang đã đại diện địa phương đăng ký xác lập kỷ lục cây giả hương lớn nhất Việt Nam cho cụ vào năm 2014 và đây là cây giả hương duy nhất có tên trong sách kỷ lục Việt Nam. Theo ông Giang, khi hội đồng thẩm định của Việt Kinh tới khảo sát cây để xác lập kỷ lục thì họ ghi nhận chu vi gốc cây vào khoảng 16 mét chứ không phải là 11 mét như lúc đầu. Cho tới nay cây đã cao 45 mét và tán phủ rộng 50 mét. Giải oan củ cây khỏi những câu chuyện hư cấu. Về những câu chuyện tâm linh liên quan đến cây giả hương cổ thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nhân khẳng định các câu chuyện đó đều vô căn cứ hoặc chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Chẳng hạn thông tin truyền tai nhau cho biết, vào năm 1976, người dân cắt rễ, cắt cành cây giả hương về đóng đồ dùng và đun bếp rồi sau đó gặp nhiều chuyện không may là không có thật.
Hay trong cơn bão năm 1985, người dân cũng không gặp những chuyện xui xẻo gì khi dùng cành lá khô gãy đổ trong bão để đốt lửa. Đặc biệt, củ cây còn bị gắn vào những lời thị phi bởi những câu chuyện hoàn toàn hư cấu khác, như câu chuyện về một thanh niên lấy đá ném con chim trên cành cây, rồi tay anh ta bị gãy dù không va đập vào đâu. Câu chuyện con rể ông trưởng xóm cũ leo lên chặt ba cành cây to về bán, rồi đúng 3 năm sau tự tông vào gốc cây tử nạn cũng chỉ là hư cấu. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Nhân, hiện cây giả hương cổ thụ của làng thu hút rất đông du khách ở xa đến chiêm ngưỡng vào những ngày rằm. Thời gian qua còn có những vị khách là kỹ sư nông nghiệp người Đức, Nga, Úc tìm đến để tận mắt thấy, tai nghe.